Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Di Linh tổ chức khai mạc lớp truyền dạy và sử dụng cồng chiêng tại xã Gia Hiệp. Tham gia lớp học truyền dạy và sử dụng cồng chiêng có 30 thành viên, tất cả đều là người đồng bào dân tộc Cờ Ho đang sinh sống và làm việc tại xã Gia Hiệp với độ tuổi từ 30 đến 40. Trong thời gian 20 ngày, các học viên sẽ được bốn nghệ nhân có kinh nghiệm hiểu biết về diễn tấu và các giá trị văn hóa của cồng chiêng trên địa bàn huyện truyền dạy về ý nghĩa của đánh cồng chiên trong đời sống của đồng bào dân tộc mình, cách sử dụng cồng chiên, kỹ năng đánh và biểu diễn thành thạo các bài cồng chiên cơ bản của đồng bào cờ ho. Việc mở lớp truyền dạy cồng chiên nhằm củng cố, gìn giữ bản sắc văn hóa, giúp các học viên thêm yêu và hiểu văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời đưa hoạt động sinh hoạt giao lưu văn hóa cồng chiên ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên bên cạnh đó thông qua lớp học cũng sẽ tạo cho đội ngũ nghệ nhân cồng chiên có điều kiện giao lưu học hỏi trao đổi kỹ năng từng bước nâng cao chất lượng của phong trào văn hóa cồng chiên tây nguyên ở địa phương thúc đẩy việc khai thác sử dụng di sản văn hóa cồng chiên vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của huyện